Vâng, em Vietjet Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Video Shop Vietjet Radio. Và ở video ngày hôm nay, Vietjet Radio hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn combo sản phẩm vừa cập bến Vietjet Radio với tình trạng đẹp xuất sắc nguyên bản để phục vụ quý vị và các bạn chơi và trải nghiệm. Đó là chiếc Omni Luckman với model L505U Sliver. Luckman L505U Sliver là một trong những model có âm sắc hay nhất của series 505 mà mức giá lại vô cùng hợp lý để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Chiếc Omni Luckman L505 Sliver là phiên bản sử dụng mặt phay nguyên khối màu Sliver và đèn VU sẽ là màu xanh. Với thiết kế sang trọng hiện đại, 505U Sliver dễ dàng phối ghép với các dòng loa, đặc biệt phối ghép cùng các dòng loa như là JBL hay Tannoy cực kỳ phù hợp. Nó là phương án phối ghép tối ưu khi quý vị và bạn trải nghiệm cùng các dòng loa bass 30 của JBL như là L100 Century, 166 hay các dòng L65A, L65 Dubai là một phương án phối ghép rất là hợp lý với mức giá hiện tại chỉ 39 triệu đồng cho một chiếc âm ly đầy đủ phụ kiện zin đi kèm theo máy như thế này. Và phía trên em có về cập bến kèm chiếc âm ly L505U là chiếc đầu CD Mangan SA8004. Mangan SA8004 là một chiếc đầu CD chạy được đĩa Super Audio, và SA8004 thì cũng có tính năng DA hỗ trợ quý vị và bạn chơi và trải nghiệm âm thanh cực kỳ hay, bởi chất lượng âm thanh của dòng CD Mangan đã được khẳng định, cũng như ở trên sản phẩm này mức giá đầu tư hiện tại rất là hợp lý, chỉ 13,5 triệu đồng quý vị và bạn đã sở hữu một chiếc đầu CD đọc CD SA CD rất là hay. Ngoài ra em nó lại còn hỗ trợ quý vị và bạn chơi nhạc mạng DAC qua các đường kết nối như là Optical Coaxial cơ bản, và có thêm hai đường kết nối USB, đó là USB iPod iPad ở phía trước và USB 2.0 kết nối qua PC ở phía sau, rất là dễ dàng để quý vị và bạn trải nghiệm âm thanh từ các nguồn nhạc số. Vì vậy nên đây là một sự lựa chọn rất hợp lý ở mức giá nhỉnh trên 10 triệu đồng để quý vị và bạn có thể cân nhắc. Và SA8004 là phiên bản sản xuất tại Nhật Bản, vì vậy quý vị và các bạn yên tâm về nguồn gốc cũng như là chất lượng của sản phẩm. Và hai sản phẩm này khi quý vị và bạn trải nghiệm tại Vietjet Radio thì sẽ được tặng kèm dây kết nối để quý vị và bạn trải nghiệm âm thanh một cách tối ưu và hài hòa nhất, cũng như em đang có sẵn rất nhiều sản phẩm để quý vị và bạn có thể dễ dàng qua tham khảo và trải nghiệm các sản phẩm của Vietjet Radio. Vì vậy mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như giao lưu các sản phẩm audio, kính mong quý vị và các bạn có thể liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua Vietjet Radio tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.